Giáo dục là vũ khí tốt nhất để làm thay đổi con người. Nếu mà chưa đi học thì học đi. Học rồi, biết rồi thì chia sẻ lại đi. Ở kia có cô dân tộc gì đấy, cho tôi mượn micro cho cô xem nào, xem cô nói có hiểu không nào. Cô này như dân tộc Dao à, hay là một dân tộc thiểu số hơn nào? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Rồi đưa đi cho cô, mời cô đứng lên nào. Thưa thầy, biết tiếng Việt. Em là dân tộc Mông ạ. Dân tộc Mông à? Vâng ạ. Cô tên là gì? Em tên là Dợ, Giàng Thị Dợ. Giàng Thị Dợ. Vâng, Giàng Thị Dợ. Giàng Thị Dợ. Hôm nay cô đến đây với ai? Chồng. Đến đây với chồng ạ. Đúng rồi, đến đây với chồng. Chồng đâu rồi? Chồng ngồi bên cạnh em ạ. Chồng là người Mông hay người Kinh? Vợ chồng em đều là người Mông hết ạ. Ông Mông sao ông không đi lên, ông chồng giới thiệu đi xem nào. Em chào thầy, chào các bạn ạ. Em tên là Li A Dơ, đến từ Điện Biên ạ. Em là dân tộc Mông. Tôi vừa ở trên đấy về đây. Vâng. Đến từ Điện Biên à? Vâng. Sao hai vợ chồng mà lại biết đến lớp học này mà xuống đây là sao? Em biết thầy cách đây 3 năm về trên YouTube. Qua quá trình tìm hiểu thì em cũng muốn phát triển bản thân về kinh doanh, thì em đã đến học lớp thầy của thầy là ES14 ạ. Hôm trước phát biểu đấy rồi đúng không? Vâng. Ước mơ là được mang vợ về đây học đấy đúng không? Vâng. Thế hôm nay hoàn thành ước mơ thì cảm thấy thế nào? Vâng, em cảm thấy rất là hạnh phúc để đến với lớp học của thầy ạ. Hạnh phúc gọi tên được rồi, hay quá. Thế rồi đưa mic cho vợ xem nào. Sáng giờ cảm thấy thế nào dạ? Em thưa thầy, em rất hạnh phúc ạ. Cũng hạnh phúc. Vâng ạ. Em về Hà Nội bao giờ chưa? Em có về lần này là lần thứ 3 thầy ạ. Lần thứ 3. Thế đây là lần này là thứ mấy đi học? Lần này là lần đầu thầy ạ. Lần đầu đi học. Vâng ạ. Thế thì thấy cảm thấy thế nào khi mà đến cái lớp học như thế này? Nói tiếng Mông cũng được nhé, không sao hết. Tôi hiểu cả tiếng Mông vì tôi có phiên dịch người Mông ở đây rồi. Ông dân tộc Mông ra đây dịch cho tôi cái. Nhanh cần chưa? Chạy đây. Rồi ông dịch đi, cầm mic dịch luôn. Nếu mà cô nói tiếng Mông luôn. Nói tiếng Việt, tiếng Mông cho nó dễ hiểu. Cho dễ dụng. Em cảm thấy thế nào khi đến lớp học này? Nó học của tôi là nó của bà tao thì bé Mông do ý hệ Mông bóng ca cho bé chồng Mông nhỏ lúc tới chờ Việt Nam nó chị cụ bảo tao thì bé mong vừa chủ tao hiểu thế cờ hẳn đầu cho cái cứ nó cứ hào nhỏ cụ bảo là nó nhỏ ấy từ thơ cứ khe thế xứ khe chị cụ tàu xe thế rong xe cho tua cờ. Ok, dừng cho dịch cái dịch, có người dài quá không dịch kịp dịch em. Thưa thầy, là chị ấy bảo là dân tộc Mông là một dân tộc mà ở trên núi thì nó thiếu thốn về phần học, nên là mình cần phải học hỏi nhiều hơn. Vì thế người Mông mình là nên tìm những chỗ hoặc là những nơi đi học như thế. Và hôm nay chị ấy đến đây học thì rất vui, là vì thầy cũng là một người dạy những điều rất hay, và chị ấy nghĩ là nhiều người nên đi học như này để mình phát triển lên tốt hơn. Xin mời tiếp tục. Chị nói tiếp đi. Sa ko chi no ta ka mo le ton de yo a pe mong yo de tu chi a pa ta ku chi pa ka ja yo chu ta ka lo mo khia yo de tu pa ta no lo yo chu xiao ge zhe a zo ge zo jai dao ke lon de no chi chi ta lin de zo ge a ku no ku hao lon de tu a ku ke no nu no ku ton de no ku a mo luo chang dao zhe ai tu ku ke lo xie tu si hu phản thầy lòng nói của mô lúa trong đầu thiết phòng không hỗn độn nữa. Chị ấy bảo là nếu mà bây giờ mà những mà chưa được đi học thì nên đi học nhiều hơn, còn nếu mà những ai hoặc là những ai đã biết thì nên mình học xong mình có thể đi chia sẻ cho những người chưa biết để họ cũng học được những điều như mình, và cũng nên đi học những lớp như của thầy Phạm Thành Long, và cũng rất là cảm ơn thầy vì có những lớp học như thế này. Ok, cảm ơn. Cảm ơn cả hai vợ chồng, mời vợ chồng ngồi xuống. Cảm ơn, rất tuyệt vời. Hay quá. Và anh chị em thấy rằng là tôi muốn chia sẻ với anh chị khi vào bản nhá, đi xa lắm. Thế thì khi vào bản ấy thì không phải là đi ô tô được đâu. Ô tô chỉ đến được thôi nhá, từ từ
anh chị em là hình dung là từ trung tâm huyện đến cái huyện đó, đến cái bản đó thì nó chỉ được khoảng 20 cây thôi. Mà anh em tôi đi là mất 4 tiếng, 2 tiếng vào, 2 tiếng ra là 4 tiếng. Thế thì đi vào trong đấy để xây được, làm góp phần xây cái một cái điểm trường ấy, tức là cái vì các cái bản nó rất là xa nhau này. Xong rồi họ lại còn sống du canh du cư, vẫn còn một cái thói quen du canh du cư, thì họ nói là không, tôi không du canh du cư, tôi chỉ cái gì thỉnh thoảng tôi lại quay về. Họ di chuyển từ vùng này sang vùng khác như vậy thì nó thành ra cái vùng rất là xa xôi họ. Cái người dân tộc Mông ấy thì anh em tôi đi, tôi mới nói với mấy anh em là cũng phải biết ơn họ ấy. Vì họ mà họ mới sống trên núi như thế thì mình mới có đất ở trên đấy. Anh em mình mới gọi là giữ làng giữ nước ở trên đấy được. Thế đây cũng đấy cũng là một cái phần rất là quan trọng trong cuộc sống. Họ đi xa lắm, cứ leo trên núi họ sống thì xe đường xá là không vào được. Đi xa như thế vào một cái điểm như vậy thì cái giáo dục nó rất là quan trọng. Bây giờ tôi vừa nói là cần có cái sự giáo dục đến đấy. Nhưng nó vướng cái là bây giờ đến đấy giáo dục ấy thì người ta không quan tâm. Cái thứ nhất là người ta không quan tâm. Cái thứ hai là cái số người mà biết quan tâm đến giáo dục như này là rất là ít. Và trẻ con khi nó đi học thì nó còn có cái cản trở nó đói. Nên là cái anh mà tình nguyện viên ấy, là anh ấy còn làm cái chương trình là cho ăn đó. Cho ăn thì nó mới đến. Đấy, tức là một năm là phải hỗ trợ đâu đó là xây trường xong thì phải hỗ trợ để nuôi các cháu nữa. Thì tôi đem cái băn khoăn, tôi có một cái băn khoăn. Thì tôi đem cái băn khoăn này tôi hỏi. Thì thứ nhất là tôi hỏi là cái trưởng, cái mấy cái anh là phòng giáo dục huyện, rồi phòng giáo dục tỉnh, rồi bên thành đoàn, rồi cả chủ tịch thành phố cũng ngồi. Thì tôi mới hỏi là cái lý do nào mà khiến những cái người giáo viên họ sẵn sàng, giáo viên lại là ở các thành phố nhé, ở thành phố Điện Biên rồi thành phố Sơn La là họ về, giáo viên họ sẵn sàng hy sinh cái tuổi trẻ cuộc sống của mình vào bản, sống với dân bản để dạy trẻ con, thì cái điều gì làm họ như vậy? Thì mới thấy rằng có rất nhiều người hy sinh cái cuộc sống của họ cho cái kiến thức và văn hóa cái vùng cao. Thì đấy cũng là một cái bài học mà tôi cho rằng là anh em mình cần có cái trải nghiệm thực tiễn để mà lên đến tận nơi. Đây các anh chị em, đây là cái anh chị em nhìn cái đằng sau đấy nhé, là cái nhà mới họ mới xây đấy, đằng sau trên tường hoàn thành rồi là cái nhà gỗ. Còn cái nhà mà chúng tôi đang làm đây là nhà đang xây này, là nhà gạch bê tông, cột bê tông gạch. Thì cái nhà này là 430 triệu, thì xây được đợt này đi xây khoảng độ 5-6 cái như thế này đấy. Đây là một phòng học, một phòng giáo vụ, bạn có thể nhìn cái phòng nhỏ bên cạnh là phòng giáo vụ, thì cô giáo là không có chỗ ở nên là phải vào bản ở. Thì đây là chúng tôi xây theo cái mô hình này là có người họ tư vấn cho mình rồi. Đấy là một cái phòng học với một phòng giáo viên. Còn cái điểm trường lớn hơn là cái kia ấy, thì là hai phòng học, một phòng giáo viên. Để có công trình phụ cho cô giáo đỡ phải đi nhờ. Đấy cũng là cái thuận tiện. Để có những nơi thì xây 3 phòng học, một phòng giáo vụ cho giáo viên. Đấy, thì họ mới ở lại được. Xây xong rồi thì lại phải có cái chương trình là nuôi ăn thì các cháu mới đến học. Cái trường cũ thì các bạn có thể thấy rằng là cái ngôi trường của mình là xây là đẹp hơn cả cho của dân bản họ làm bằng gỗ thôi. Thế thì mưa gió rét mướt là các cháu nó không chịu được, thế nên nó ở nhà. Thì đây cũng là cái mà tôi nghĩ là chẳng lớn đâu, tổng số trường phải 9.000 điểm trường cơ mà, thì mình làm đáng bao nhiêu, chả đáng để kể công nên cũng không có gì để kể với các anh chị cả. Nhưng mình làm được thì mình tận hưởng, mình tức là mình tận mắt mình nhìn thấy. Mình tin là cấp độ trải nghiệm, mình xuống tận nơi mình nhìn thấy cái việc như thế thì mình mới tin được cái cuộc sống nó đang như vậy. Cái câu nói của Nelson Mandela là giáo dục là vũ khí tốt nhất để làm thay đổi con người. Thế thì hôm nay cô Dự cô ấy nói cái hai cái ý rất là hay, là nếu mà chưa đi học thì học đi. Ý thứ hai là học rồi biết rồi thì chia sẻ lại đi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.